Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với Neo7D. Thì mấy bữa nay mình nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn gửi về. Thì các bạn có hỏi rằng cách vẽ ngọn lửa như thế nào cho nó đẹp, cho nó dễ, cho nó nhanh và dùng cái cọ gì. Thì thật ra thì đối với mình thì mình vẽ mọi thứ các bạn, mình đều dùng một cái cọ rau này thôi. Còn các bạn có thể dùng cọ nát hay là cọ rau hay là cọ bản, các bạn dùng cái cọ nào nó quen tay thì các bạn cứ dùng, chứ không phải bắt buộc là phải dùng cái cọ nào. Còn cái cọ rau của mình đang dùng thì cọ rau bình thường các bạn, bán ở khắp nơi, ở Nail Supply đều có hết. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cách vẽ lửa của mình. Thì các bạn lấy chai màu đỏ, nếu mà khách họ thích lửa màu đỏ thì các bạn sơn một chút xíu ở dưới đầu móng như thế này để làm cái bếp của lửa. Sau đó các bạn vẽ một đường thẳng lên, các bạn canh hỏi khách thử là cái lửa bắt đầu từ chỗ nào. Nếu mà khách họ ok là mình tiếp dùng một đường ngang để mình làm một cái dấu là lửa đi lên từ chỗ đó. Rồi bắt đầu các bạn vuốt lên một đường cong như thế này. Bên này cũng vậy, chặn cái cọ xuống, các bạn để cái cọ xuống này, các bạn chặn xuống, các bạn vuốt lên một đường đó ra ngọn lửa. Đừng có làm to quá. Rồi hỏi khách thử, nếu mà khách không muốn to là mình tô một đường nữa to lên. Đó các bạn, nếu mà khách họ muốn to, tại thường thường á có nhiều khách họ muốn ngọn lửa nhỏ, tại vì tay của họ móng tay rất là nhỏ, mà các bạn vẽ to quá là các bạn sửa không được, các bạn phải vẽ nhỏ trước rồi hỏi khách. Đây các bạn thấy không, rất là đều rồi này. Sau đó thì các bạn tô lại ở dưới này sẽ có hai ngọn lửa nhỏ, hai bên nữa, đúng không các bạn? Thì các bạn sẽ vẽ một đường cong bên này lên một ngọn lửa nhỏ, vẽ lên một đường cong đó. Rồi bây giờ muốn to tô lại một đường nữa cho đậm lên, các bạn thấy không? Rất là dễ, chứ các bạn đừng có vẽ to trước là các bạn không xử lý được. Bên này cũng vậy, vẽ một đường cong đi lên, muốn lửa to lên đổ thêm một mét nữa là nó bự. Sau đó thì các bạn cứ sửa lại chỗ nào chưa đều này, chỗ này cong hay là chưa đều, các bạn sửa lại vô tư là ra ngọn lửa rất là nhanh chóng, trong vòng 1 phút mà đều mà đẹp nữa đó các bạn thấy không. Đây rồi, đây là ngọn lửa này là đi ở dưới đi lên. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một ngọn lửa đi ở trên kia, đi cổ đi xuống. Các bạn cũng làm y như bên kia hồi nãy, các bạn sơn một chút nước sơn ở đây. Cái màu này là khách chọn, nếu khách lửa màu xanh thì các bạn phê màu xanh, nếu khách muốn lửa màu vàng các bạn sơn màu vàng. Rồi bây giờ các bạn vẽ một đường tim ở giữa, các bạn canh thử cái lửa đi xuất phát từ chỗ nào đi lên. Rồi sau đó các bạn lấy màu vẽ một đường cong đó. Bên này cũng vậy, vẽ một đường cong, là vẽ đường cong bên này rồi đường bên kia, vẽ hai đường tùy theo khách. Nếu họ muốn cái lửa dài lên thì các bạn kéo dài lên, họ muốn lửa ngắn thì các bạn kéo ngắn. Rồi các bạn bắt đầu mà tô lại này, bắt đầu mà đồ lại cái thân của cái lửa này. Rồi ở dưới kia là sẽ có hai ngọn hai bên nữa, thì mình cũng vẽ y như cái hồi nãy đó, nhưng mà cái là ngược tay nha các bạn. Đó, ngược tay mình kéo xuống, hồi nãy là các bạn kéo lên, bây giờ các bạn là kéo xuống. Thành thử ra là khi mà các bạn là vẽ lửa các bạn phải làm cho quen, chứ còn nếu mà các bạn vẽ lửa mà các bạn vẽ trên cái móng nhỏ rồi các bạn xoay cái móng quỳnh tròn các bạn vẽ, nhưng mà khi lên tay khách thì các bạn đâu có xoay cái tay người ta được, cái tay người ta là để cố định, chứ không thể là các bạn xoay như cái móng mà các bạn vẽ trên cái móng nhỏ nhỏ á. Nếu bạn xoay tròn các bạn vẽ thì cũng dễ đó các bạn thấy không, kéo dài lên. Nếu mà khách không muốn ngọn lửa này đi cao nữa thì bạn có thể kéo lên nữa, muốn to thì các bạn đồ lên một đường nữa là nó to, rất là dễ anh chị em. Có nhiều bạn nhắn tin nha, trên clip mình các bạn nói rằng các bạn vẽ lửa mà các bạn vẽ nó không đều, nó không đẹp, nó không ra gì hết, trong khi đó là khách vô nườm nượp, các bạn vẽ không kịp rồi các bạn rối lên, các bạn vẽ nó không có đều, không đẹp. Rồi bây giờ mình ở ngón giữa này, mình sẽ chia sẻ các bạn vẽ màu đen. Đây cũng y như vậy nhưng mà mình vẽ cách khác chút nữa. Mình vẽ hai bên hông này, mình vẽ hai bên ngọn lửa bên hông trước. Đó, nhiều bạn nói rằng các bạn khó canh ở giữa đúng không? Thì các bạn vẽ bên hông trước như thế này. Hai đường rau rau đi lên. Đó, rồi để im vậy, đừng lo gì hết, vẽ cái tim ở giữa. Vẽ một cái tim ở giữa để mình xác định là cái lửa của mình bắt đầu từ chỗ nào đi lên. Đó, bắt đầu từ chỗ này, bạn chấm vô. Rồi, các bạn vẽ một con đường cong đi lên. Vẽ rất nhỏ, đừng có vẽ bự. Vẽ bự là nhiều khách họ thích khác nhau. Đôi khi có khách họ thích ngọn lửa mỏng, đôi khi khách họ thích ngọn lửa dài. Đó, mình vuốt lên. Bây giờ nếu mà muốn to nữa thì mình tô vô một đường nữa là to. Các bạn thấy không? Rất là dễ. Bây giờ sửa lại này, sửa sơ lại này. Sửa sơ rất đơn giản, sửa lại cho nó tròn. Đó, khi các bạn có cái cốt cái này như thế này rồi thì các bạn tô lại thôi. Đó, nó nhanh nhanh vô cùng, không có gì là khó khăn trong cách mà vẽ ngọn lửa cả các bạn. Đó, thấy không? Anh về mình đang xem clip, các bạn bấm cho mình cái like cho vui nha mọi người. Trời ơi, chia sẻ ngày nay khách đông quá các bạn, nói chung là thợ cũng rất là bận. Ngày nay thứ năm mà đông lắm, khách vô nườm nượp. Cho nên là mình tranh thủ mình chia sẻ một chút xíu cái cách nghệ bằng lửa cho anh chị em mình tham khảo. Rồi chút xíu là mình cũng phải đi về, trời cũng hơi khuya rồi. Đây nào các bạn không? Mình tô lên một lửa này, nếu mình muốn to thì cứ tô lên một đường nữa nó sẽ to. Đây này cũng vậy. Bây giờ để qua bên này này đó, mình tô một lửa lên nhóm bự lên này các bạn. Đồ thêm một đường nữa lên. Đó, đồ lên các bạn. Rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Không có gì mà các bạn phải vội vàng, các bạn vẽ này nọ các thứ ha.
dễ ôm à. Đó, tô lên, đồ đậm lên, muốn đậm cỡ nào mình đồ đậm qua đó, tùy theo khách họ muốn. Các bạn nên nhớ là tùy theo khách, các bạn phải hỏi khách. Ngọn lửa mày muốn ngọn lửa là ở chỗ này đi lên hay ở trên chỗ này đi 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 xuống. Và hỏi nó. Bây giờ nếu mà con khách nó muốn bỏ màu vô cái ngọn lửa của mình thì các bạn thấy không? Ở đây ví dụ mình bỏ màu xanh đi. Xong rồi, mình hơi sơ đèn qua, mình lấy màu xanh mình đánh lên. Cái màu xanh này là màu xanh mà các bạn chrome á, bạn đánh chrome á thì khách họ thích màu gì? Các bạn bỏ một chút xíu màu đó cho họ. Bỏ nhẹ nhàng thôi. Cái này không cần bỏ bếch, bỏ gì hết trơn á, cứ cái màu các bạn vẽ xong bạn hơ là các bạn bỏ chrome lên là dính. Sau đó là bỏ top coat là ngọn lửa của mình đã xong. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ clip rất là ngắn thôi các bạn, nhanh chóng gọn nhẹ để mà anh chị em mình có cái cách vẽ lửa tham khảo cho nó dễ. Đây các bạn thấy không? Lửa sau khi bỏ top coat lên rất là đều và đẹp. Như vậy là được rồi, các bạn không cần phải cố gắng mà nắn nốt cho nó mất thời gian. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.